Phần đông người Tây Tạng ở Ấn Độ tập trung sinh sống ở thị trấn Malakand, vùng núi cao nhất của Dharamsala. Vì thế, người ta còn gọi thị trấn xinh đẹp này là Tiểu Lhasa. Malakand là một vùng ngoại ô của Dharamsala. Thị trấn này cách trung tâm Dharamsala khoảng 5 km. Dường như mọi con đường ở thị trấn Malakand đều dẫn đến không gian phước hạnh, một khu đền thờ liên kết tư dinh của Đức Dalai Lama, tu viện Namgan và đền Xuất Lạc Khang, hay còn được gọi là đền Dalai Lama. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra các buổi pháp hội của Đức Dalai Lama 14. Khi Đức Dalai Lama chuyển đến Dharamsala, theo lệnh của Ngài, một không gian đơn giản, không có bất kỳ một thiết kế xa hoa phức tạp nào được xây dựng. Mục đích của Ngài là tạo nên một nơi cầu nguyện dành riêng cho những người Tây Tạng lưu vong. Nếu như bạn mới đến Dharamsala lần đầu và bạn hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng một khu đền đài nguy nga tráng lệ, có thể bạn sẽ rất thất vọng, bởi vì toàn bộ không gian phước hạnh, một cái quần thể liên kết tư dinh của Đức Dalai Lama, tu viện Namgan và đền Xuất Lạc Khang đều được xây dựng theo đúng ý nguyện của Ngài, đơn giản và mộc mạc. Bước qua cánh cổng này, chúng ta đi vào khu không gian phước hạnh. Đây là đài tưởng niệm những người Tây Tạng đã tử vì đạo. Ở khu nhà màu vàng bên tay trái là tu viện Namgan. Đi hết con dốc nhỏ hẹp này, chúng ta đến đền Xuất Lạc Khang, hay còn được gọi là đền Dalai Lạc Ma, nơi thường xuyên tổ chức các buổi pháp hội của Ngài. Phía sau sân cỏ là khu văn phòng và tư dinh của Đức Dalai Lạc Ma. Bước lên cầu thang này, chúng ta tiến vào khu chánh điện của ngôi đền. Chiều nay, ở đây có một lớp giảng pháp. Đây là tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái pháp tòa màu vàng ở phía trước là nơi Đức Dalai Lama sẽ ngồi để giảng pháp trong những buổi pháp hội. Trong gian thờ nhỏ, phía sau lớp cửa sắt này là hai bức tượng vô giá được mang về từ Lhasa sau cuộc cách mạng văn hóa. Tôn tượng 1.500 năm tuổi của Đại sư Liêu Hoa Sinh và tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Đại sư Liêu Hoa Sinh là một nhà sư Ấn Độ. Ngài là người đã truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng và được các đệ tử tôn thờ như là vị Phật thứ hai. Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn được tạo hình tuyệt đẹp với gương mặt rất từ bi. Đây là pho tượng Kironjogo, một trong ba pho tượng Phật linh thiêng cổ xưa nhất được mang đến Tây Tạng từ Nepal vào thế kỷ thứ 8. Năm 1959, bức tượng linh thiêng này đã được bí mật hộ tống khỏi Tây Tạng và mang vào Ấn Độ. Sau đó, năm 1967, bức tượng được tặng lại cho Đức Dalai Lama, và kể từ đó, bức tượng vẫn được đặt tại tư dinh của Ngài. Vào dịp Sagadawa là cái tháng thiêng liêng nhất của Phật giáo Tây Tạng, thời gian gần trùng với lại tháng Phật Đản, thì bức tượng Kironjogo sẽ được diễu hành từ nơi ở của Đức Dalai Lama đến chánh điện đền Xuất Lạc Khang và sẽ được đặt ở đây trong vòng một tuần để Phật tử chiêm bái và đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ những pho tượng Phật linh thiêng thì thường Phật tử sẽ đi nhiễu hay là mình đi kinh hành một vòng hoặc ba vòng xung quanh ngôi đền Xuất Lạc Khang. Khí hậu Dharamsala mùa hè vẫn rất là mát mẻ, buổi chiều thì thường có mưa. Đây là tuyến cáp treo đi từ trung tâm Dharamsala đến thị trấn Malakand. Bên ngoài ngôi đền, cuộc sống luôn tất bật, ồn ào và nhộn nhịp.
Bên trong ngôi đền dường như tồn tại một nhịp sống khác, chậm rãi, thành kính và trang nghiêm. Nếu bạn có dịp đến Dharamsala, nhớ dành thời gian đến chiêm bái và đảnh lễ những pho tượng Phật linh thiêng này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video blog tiếp theo của Vân.